cái thác của ba nó chụp nó đẹp. Cho nên những ông chụp ảnh như một gương. Cái thác của ba chụp đẹp nhất. Ở đây có ba cái hồ bà. Ba cái gì trước năm hồ, giờ thêm hai hồ nữa này, giờ tới bảy hồ. Ồ, khu vực thành suối bảy hồ luôn. Ừ, trước có năm hồ, nói giờ thành bảy hồ rồi. Tại con đi tìm cái chỗ cảnh đẹp, tìm người đẹp chụp hình. Nói chung là chụp hình nhà chị đây, hồ 4 luôn. Chú đi thác hồ 4. Chào các bạn, hôm nay là Jim đi lang thang trong một khu vực ở cái suối suối đá vậy. Cái tên gọi suối đá này nó chảy từ cái núi Vinh chảy ra. Cho nên là khu vực này nó rất là thiên nhiên, nó rất là đẹp. Rất là nhiều cây cối xanh, trong Việt Nam mình rất là lý tưởng quý vị, đi vòng vòng thiên nhiên rất là nhiều. 70-80% Việt Nam mình là dân là sống bằng nghề nông quý vị, tức là làm nông nghiệp á. Có ông thần nông hộ mệnh á, nên là thiên nhiên mình rất là nhiều. Jim sẽ đi lang thang một số tỉnh sẽ đi xem. Bữa đi có đi vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát quý vị. Cái rừng rất là đẹp, rừng thiên nhiên, có những cái cây dầu. Dạ, khu vực này có những cái đá núi này nè, nằm ở phía dưới chân núi Vinh mà. Khu vực này cũng tự nhiên thôi, chưa phải là một cái khu du lịch hoành tráng. Nên là biết là dân địa phương đi vòng vòng chơi thôi quý vị. Ở đây có những thành những cái hồ giống như đã chảy từ tầng xuống rồi, có những cái hồ. Chỗ này thì dân tự quản lý thôi quý vị, nên là mình đi giống như là mỗi một cái nhà quản lý một hồ vậy. Đi từng hồ coi cái thế nào. Chứ không phải là một khu du lịch. Giống như kiểu thác Bông Gua hay thác gì của Đà Lạt các vị, thác Cọp hay là những cái thác đi lên hồ 2. Cái thích nhất của cái khi cái cung này là những cái đường đá này quý vị, đá trong núi này. Nó cũng giống như suối Tiên, cái suối đá với suối Tiên vậy, nhìn thấy nó cũng một cái núi Vinh. Mà mình đi thì lan lỏi trong rừng thôi. Em đi cơ bản là đi ngắm cảnh là chính. Nên là thường sẽ tranh thủ đi về sớm. Ở đây ai mà thích tắm suối á, giống như Phú Quốc quý vị, nó có cái suối Tranh á, hay là suối Đá Bàn á. Hồi đó dân địa phương họ tắm suối Đá Bàn nhiều hơn, khách du lịch thì họ tắm suối Tranh. Có cái tour đi tắm suối luôn. Ôi, rất nhiều những cái đá này, đẹp. Tại vì những cái khu mà họ bán vé vào thì nó sẽ có cái phí bảo hiểm, ban quản lý. Khu này là khu thiên nhiên tự phát. Nên mình tự đi khám phá rồi. Đi lên hồ 3 rồi. Ba cái hồ. Đi thành đường mòn hết rồi. Đây, hôm đây không gió một xíu, lên cái tảng đá thiên nhiên này.
Tại đi mấy cung rừng này vì là phải cẩn thận. Đây có mấy cái tảng đá nhìn rất là trong trên. Đây nghe tiếng suối nó chảy vậy. Đó, róc rách luôn. À, chỗ này đứng ghê quá, phải đi vào. Đây mới có mấy cái hồ nó chảy. Chảy thì ngồi để nghe tiếng suối chảy cũng hấp dẫn rồi, nghe nó cũng rất là vui tai.
vực này cảnh rất là đẹp quý vị, nên là cái hạ nguồn của dòng suối, mà suối nó chảy trên đá nó gọi là suối đá quá. Ở đây không thấy cá nè. Nước suối nó rất là lạnh và mát. Wow, chỗ này ngâm nước suối rất là mát các vị. Ai không thích tắm biển thì lên đây tắm suối. Dạ, cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều đã cùng Jim đi lang thang tại khu vực ở cái suối này là gọi là suối đá ở khu vực có núi Vinh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo rất là nhiều.